con gà. Đấy, đây là một con gà rừng này, khá đẹp không nhỉ? Cầm bao là con gà rừng phát dưới chân anh. Núi chân xanh à. Thuần lắm rồi nhở. Nói với người như bạn ấy rồi. Chân đen xì hết nhở. Đấy, liu biết tao lại. Ê, con này cựa giá thế nhỉ? Này cái này mà mới được 2 năm nữa vô nhỉ? Cựa đen xì. Thế thôi. Cái này mang cái túi nào đựng này? Con này thuần lắm nhỉ? Này gáy luôn, túi này gáy luôn. Ờ, nó thuần, con này thuần. Cho nó ăn cái gì? Hóc à? Hóc. Sẽ nuôi nhỉ? Hử? 600 bán không? Hử? Nhưng mà em không có túi cho đựng đâu vô. Cần gì túi kì? Mua cái lồng ở đây này. Như cái này chuẩn bị hot, hot. À. Không có thời gian đi chẳng quá. Không có túi, bây giờ mua túi ở đâu được. Con này nuôi lồng cảnh được. Ây à. Con này là gà rừng hay là gà tre? Gà rừng quá, chứ gà rừng. Già quá, chim rừng ở ngoài, ra ngoài sợ. Ây à, thuần lắm chưa? À, anh Thuần. Con này anh nuôi được 1 năm chưa anh? 2 năm rồi. 2 năm rồi á? Đấy. Mang đi rừng là thấy gà gáy là kêu chơi không? À. Con này mang đi đâu chơi thay con chim? Thế con này là con gì đây? Con mái mồi. Cho con mái mồi này chơi nó mới được. À. Trong này cũng có một con mái à? Sao? Mấy con gì đấy? À thế ôi cái này mua 1.1 mái nó mới có đôi. Cặp à? Thế bán cả cặp là bao tiền? Không, con mái này không bán đâu. Sao mái không bán? Kiếm trống mồi còn dễ, kiếm mái mồi khó lắm. À. Mái để bấy anh. Cái nào có một con mái một trống thì nó mới con mái mà ra rừng kêu thì dây nó dài, con trống thì dài. À, như là con mái là đắt hơn là con trống. Con mái là mang đi bấy được. Con mái nó khó hơn. Nếu con mái nó khó hơn con trống. Đây con mái chỉ mang con chơi thôi, không bán. Gà này khác gì gà tre đâu, nó nuôi như gà tre bình thường mà. Để qua đi rừng nó gáy thôi. Cho cả túi đi. Gà chăn này thôi. Chăn gạo, chăn ngô. Mua gà không có túi thì lấy cái gì đứng. Con này thuần này, con này cựa già già đời lắm rồi. Già già đời đâu, cái này chưa 2 năm già rồi. Khi nào nó già đời nó phải cong cái này này. Cái gà này cứ hơn 5 2 năm là bắt đầu già cái này rồi. 2 năm nó già thoải mái. 600 cả túi đi còn gì nữa. Để lấy cái gà nó đi rừng này. Gà nó là cầm nhậu. Cái thành tùng gà nó đi rừng này cái bọn gà non đéo tầm đá. Sợ nó ăn quá, gà rừng sợ luôn đấy. 6 lít à? Chỗ anh nó bấy hay chưa? 6 lít. Ở đâu chả có người bấy. Bây giờ à? Nhiều con bấy. 600 nghìn con gà rừng này. Mang con già này thì anh mua rồi à? Chưa, đang bảo là cho túi thì lấy. À, cho gà thêm cái túi. Cái này anh cho vào cái túi cũng được. Hay mua lấy cái túi to cũng được mà. Mua cái túi bóng cho vào cũng được. Cái này đủ được không? Loại nó hết. Túi da này. Cái khóa nó kéo. Túi đựng gà. Ác thật. Túi đựng gà nhỉ. Trong cái đầu ôi, cái này hỏng rồi. À, là đi đâu con này? Cái sắc cái này đi chơi. Ờ, con này mang lên làm cảnh chơi được ấy. Không bây giờ lấy cái tay chân này. Thuần lắm nhỉ. Con mái đắt hơn là con trống. Con mái đáng giá hơn con trống. Bảo đó chế. Đúng không? Con này anh nuôi từ bé à? Nuôi từ bé nó mới thuần này chứ nhỉ. Thế là dùng con mái lên rừng là bấy ấy. Chưa thấy đá được máy. Phần nắp nhờ. Trời túi này lấy. Thế anh phải mua một con mái cho nó con trống ngoài nữa.
ghê đấy. Núi là 350 rồi. Đánh chán rồi. Cái túi này mình rút vào mang đi ha. Mang đi nó gáy. Cái túi này cho túi anh lấy. Cả túi 600 em. Riêng bán gà thôi hả? Riêng con gà 6 lít thôi. Riêng cái túi ra 330 rồi. Túi hôm đó đây mua có 180.000. Túi da phải không? Cái này đánh giò giò đâu? Bình thường. Giờ đây chẳng qua là em không chơi nữa. Không biết nữa. Hả? Đây ạ. Đây là mỗi con máy ra ở nhà ấy, nó gà suốt không có bán được. Con máy hay tắt hơn phải không? Con máy thì mang đi bấy nó dễ hơn. Nhưng mà em không em bỏ rồi, bỏ 3 năm rồi. Bỏ 5 rồi. Cái này cái gì? Đấy ảnh sướng cực luôn. Tụt ra. Đây bỏ 3 năm rồi. Cái này để bấy anh. Cái này bao nhiêu bộ? Máy hiện tại còn 4 200. Con và trống không đúc. Nó dùng bằng dây gì, dây đàn chứ phải không? Dây cát. 200 hay như cái dây đàn đó. Cắp lụa này đánh sướng á. Cắp lụa nó đánh tuần dài nhiều. Bây giờ đài cũng thế thôi. Đài chủ yếu đi kích cho con ngoài rừng một cái biết đánh. Loa bây giờ đi đánh ngồi cũng thế thôi. Nhà anh còn nhiều con này không? Hai con. Hai con à? 200 một bộ. Cái này là 5 lít cái này. Anh này giả 600 rồi. Không có cái túi. Cho hai cả cái bộ giò với cả cái túi 1 triệu cho nó gọn cả. Giò thiếu gì, giò anh đặt trên mạng lấy 5-6 bộ. Máu mà dùng ngay. Dùng luôn. Còn mấy kia thiếu gì? Chưa nhìn không. Trên mạng thiếu gì? Trên mạng bè bèo. Bè bèo. Qua đây em bỏ 3 năm nay rồi em cũng chơi rồi. Gà được khôn lắm rồi. Bộ cái dây này thôi, nhà ta mang về nhà. Người bấy nhiều khôn rồi. Khó. Tôi công nhận là khó. Cắm giò xong thả gà ra đang ghé ở tầm tầm này một phát đuổi bên kia.